Tôi nhớ tôi từng nói với mọi người, vấn đề này vào khoảng 40 năm trước. Khi Pháp Sư Đạo An còn tại thế, Ngài rất từ bi. Mượn đạo tràng Hội Phật Giáo Trung Quốc để tổ chức giảng tọa Đại học Chuyên khoa Phật học. Ngài mời tôi làm chủ giảng, tổng chủ giảng. Lúc đó tôi còn rất trẻ. Giảng tọa này tổ chức rất thành công, khi nhân số nhiều nhất hơn 800 người. Một hôm có đồng học đến nói với tôi, họ nói: "Thầy ơi, con từng nghe kinh suốt 2 năm trong giảng tọa. Bắt đầu từ ngày mai con không đến nghe nữa." Tôi hỏi: "Vì sao vậy?" Họ nói: "Con nghe suốt 2 năm, nghe cũng không ít, còn phải ở nhà học tập." Tôi hỏi: "Phải chăng anh trở về làm công tác tư duy? 2 năm nay anh nghe, bây giờ trở về tiếp tục tư, tiếp tục tu, phải chăng là ý này?" Anh ta nói: "Đúng vậy." Tôi hỏi: "Hôm nay anh có nghe giảng chăng?" "Hôm nay có, nhưng ngày mai không đến nữa." Trong buổi giảng đó, tôi nói cho mọi người nghe một cách đơn giản về ý nghĩa của văn tư tu. Thế nào gọi là văn tư tu? Văn là tiếp xúc. Vừa nghe liền giác ngộ gọi là tư. Tư là phải đi nghiên cứu. Nghiên cứu là sai. Vì sao nói nghiên cứu là sai? Vì nghiên cứu là rơi vào thực thử sao. Ta dùng gì để nghiên cứu? Dùng tâm thức nghiên cứu. Như vậy là sai. Đó đâu phải Bồ Tát. Cổ nhân nói: "Nghe một biết mười." Nghe liền khai ngộ. Khai ngộ chẳng phải hết mê rồi sao? Chẳng phải đã phá mê hoặc rồi sao? Đây gọi là tu. Nó là một vấn đề, gọi là tam tuệ của Bồ Tát. Bồ Tát như trong kinh này nói, đến cõi nước chư Phật khắp mười phương để cúng Phật nghe pháp. Đó là tăng trưởng tam tuệ. Nền tảng giới định tuệ của họ rất thâm sâu, cho nên gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Dùng danh từ này, chứ không phải sau khi nghe xong trở về nghiên cứu. Như vậy là hỏng. Đối với giáo huấn của Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian, không cho phép nghiên cứu. Quý vị biết gì sao không? Nghe hiểu thì hiểu, không hiểu có thể nghe lại. Nếu nghiên cứu mà hiểu, đó không phải là nghĩa chân thật của Như Lai. Là ý của ta chứ không phải ý của Phật. Đối với kinh điển không được nghiên cứu, chỉ được nghe. Cổ nhân nói rất hay: đọc ngàn cuốn sách tự hiểu nghĩa của nó. Ta chuyên tâm nghe bộ kinh này, nghe hiểu thì hiểu, nghe không hiểu cũng đừng quan tâm nó. Nếu có thể nghe đến 1000 lần nhất định khai ngộ. Vì sao vậy?
nghe 1000 lần là được định. Nếu không có định lực, không thể nghe đến 1000 lần. Nghe 1000 lần nghĩa là trì giới. Thật sự nghe được 1000 lần sẽ được định. Định có thể khai tuệ, ta đột nhiên đại ngộ, tức là khai ngộ. Vấn đề là như vậy. Khi chúng tôi mới học giảng kinh, gặp phải khó khăn không thể giảng tiếp, phải làm sao? Không được nghiên cứu. Nghiên cứu là ý của riêng ta, càng nghiên cứu càng sai lầm. Buông bỏ kinh điển, chân thành đi lạy Phật, lạy khoảng 300 lạy 500 lạy, ý nghĩa xuất hiện, tự nhiên xuất hiện. Như vậy là đúng. Phật pháp cầu ở đâu? Cầu trong cung kinh, không phải cầu được từ trong nghiên cứu. Không giống với pháp thế gian. Vì sao không giống nhau? Vì pháp của tất cả chư Phật đều hiển lộ ra từ tự tánh. Cho nên giới định tương ưng với tự tánh. Giới định là một công cụ khai phát bảo tàng trong tự tánh. Đạo lý là như vậy.